cho đi điều gì, nhận về chính xác điều ấy. Một nguyên tắc của luật hấp dẫn là bất kể bạn cho đi điều gì, bạn cũng sẽ nhận về y chang những điều như thế. Nếu xem luật hấp dẫn như một chiếc gương, như một tiếng vọng, như một trò chơi boomerang hoặc là một chiếc máy photocopy thì bạn sẽ tưởng tượng và cảm nhận luật hấp dẫn một cách rõ ràng hơn. Luật hấp dẫn nó giống như một tấm gương, bởi vì gương sẽ phản chiếu chính xác những gì đặt trước nó. Luật hấp dẫn giống như một tiếng vọng, vì nó sẽ phản hồi chính xác những âm thanh mà bạn đã phát đi. Luật hấp dẫn giống như một chiếc boomerang, vì khi bạn ném nó đi thì nó sẽ quay trở lại chính xác vẫn là chiếc boomerang đó. Luật hấp dẫn giống như chiếc máy photocopy, bởi vì bạn đưa vào thứ gì nó sẽ tái tạo chính xác và bạn sẽ nhận về một bản sao giống y chang như vậy. Khi bạn tưởng tượng một điều gì đó tích cực, bạn yêu thích và bạn mong muốn, nghĩa là bạn đang sử dụng sức mạnh của tình yêu thương, bạn đang cảm nhận tình yêu thương, bạn đang cho đi những điều tích cực và đó cũng chính xác là những điều mà bạn sẽ được nhận về. Và một nguyên tắc bạn cần phải lưu ý, dù điều bạn tưởng tượng có là gì đi chăng nữa, cũng không được phương hại đến người khác. Tưởng tượng ra một cái điều mà gây hại cho người khác thì đều không bắt nguồn từ tình yêu thương, mà nó bắt nguồn từ sự thiếu đi tình yêu thương. Chắc chắn mọi sự tiêu cực dù chỉ là tưởng tượng cũng sẽ quay trở lại với bạn một cách dữ dội hơn những gì mà bạn đã cho đi. Vì vậy, bạn cho đi thứ gì chính là bạn sẽ nhận lại thứ ấy, bởi vì luật hấp dẫn sẽ sao chép bất kỳ điều gì mà bạn cho đi. Hãy cho đi tình yêu thương, cho đi lòng biết ơn mỗi ngày bạn nhé. Nếu như bạn chưa biết cách làm như thế nào để cho đi những cảm xúc tích cực, chưa biết làm như thế nào để được cộng hưởng trường năng lượng tích cực, thì hãy liên hệ ngay với Yến. Yến và môi trường doanh nhân Kiến Quốc Group sẽ có giải pháp tốt cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn. Đây là quyển sách ứng dụng kiến tạo cuộc đời thịnh vượng. Sách này chuyên về thực hành 28 ngày lòng biết ơn, biết cách thiết lập mục tiêu thông minh, biết cách quản lý thời gian, cách quản lý tiền hiệu quả, xây dựng 28 thói quen tốt, biết cách chăm sóc và yêu thương bản thân, xây dựng sự tự tin, tinh thần lạc quan, được nhiều người yêu quý và xây dựng gia đình hạnh phúc. Sách này có hơn 300 trang, bạn sẽ thực hành cuốn sách này trong vòng 3 tháng. Và đây là sách được cung cấp độc quyền chỉ có tại Doanh Nhân Kiến Quốc Group, nên bạn không thể mua được bất kỳ nơi đâu trên thị trường. Và trong vòng 30 ngày đầu tiên, khi bạn ứng dụng cùng với môi trường Doanh Nhân Kiến Quốc Group, nếu như bạn ứng dụng nghiêm túc, làm theo đúng những gì được hướng dẫn mà bạn không có kết quả sau 30 ngày đầu tiên, thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn gấp đôi số tiền mà bạn đã bỏ ra. Hãy liên hệ với Yến để được hỗ trợ hoặc nhắn tin vào trang để đặt mua sách bạn nhé.